Trời ơi, cây mai này nó siêu xinh luôn mọi người. Trời ơi, cây mai năm cánh. Ôi, sao nó đẹp. Cây này nắng quá, ở mình mưa một cơn đó, nó ra bông rồi mọi người. Mai này mai kiểu như mai rừng á. Mọc tự nhiên mọi người coi nè, trời ơi, đẹp quá. Mình đang đi trên đống đất mém té, người coi đã không, mà cái bông chút xíu à, bông dễ thương ghê, mà nó tròn đẹp ghê không mọi người nè. Mình ở trong nhà mình nhìn ra mình thấy cây gì mình ở vàng luôn. Ôi đẹp, mà cái kết cấu cánh đẹp ghê mọi người. À, mai vàng năm cánh như là quá đẹp rồi nè. Thật không biết nó, không biết đủ lực nó to không, nhưng mà chắc mình nghĩ nếu như mà cái loại bông này mà nó to thì chắc cũng sẽ có cái bông to, chứ nó nhỏ đều hết mà. Để mình đưa tay mình vào, mọi người sẽ nhìn thấy không, mọi người thấy không, nó nhỏ xíu à. Ôi vô tình được cái cây mai, ôi vô tình được cây mai, quá đẹp luôn. Mọc trên bờ ranh mọi người, bờ ranh của nhà mình, bên kia đất người ta. Trời ơi, vô tình được cây mai. Ôi xinh ghê, quá xinh luôn mọi người ơi. Cái bông này rất là dễ thương luôn mọi người, coi cái bông nè. Trời ơi, ngón tay cái nè, dễ thương thiệt, quá dễ thương luôn. Hay. Quá hay luôn. Chào mọi người nha. Để là mưa cái mình bứng vào, mình phải bứng nó vào.